Chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Đến với cái video này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các em một cái mẫu ví này, mẫu ví của năm 2020, 2021. Là cái mẫu ví rất là mới và nó sẽ được thiết kế rất là ok. Ok, đây là về cái chất liệu da này, về cái ngoại hình này và về cái con máy ở bên trong. Nó sẽ khác những cái mẫu cũ ha. Mẫu da thì đây này. Rất là ok nè, anh em chà không bị xước này thấy không? Cà không có bị sờn, bị xước gì hết, đúng không? Hơn nữa thì cái này nó sử dụng cái động cơ và motor của Nhật nên nó là rất là tiết kiệm pin, nó sử dụng quả pin rất là nhỏ thôi nên nó là rất là nhẹ và nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Anh em một lần chơi á thì anh em sạc á thì chơi được vòng từ 1-2 ngày thì mới hết pin nên nó là anh em cứ yên tâm nha. Đó, cái này là cái dùng cái cổng đuôi sạc của Samsung, không đuôi sạc rồi, đây đuôi sạc này nên nó là nó sẽ rất là tiện lợi, nó không cần phải đem cục sạc dự phòng như hồi xưa nữa ha. Đó, không cần đem cục sạc dự phòng như hồi xưa nên nó là anh em sẽ rất là dễ dàng để mà chơi, để dễ sàng ha. Em đi đâu á cũng vẫn được. Nó là ví đổi bài nhưng mà anh em đây không khác cái gì ví bình thường, anh em có thể dùng hàng ngày vẫn được. Đó, anh em có thể bỏ tiền nè, đây anh em để tiền nè, đó ở tiền ở đây để rất là nhiều ha. Và có những cái khe để gắm những cái loại thẻ giấy tờ quan trọng là đều ok hết nha. Đây, đó, ngăn để hình nữa nè, thẻ ATM, cà vẹt, căn cước gì đó đều ok hết. Nên nó là anh em chơi thì rất là dễ dàng ha. Đó, thấy không? Cái này là cái máy hút bài nằm bên này, anh em chỉ cần thả một lá bài vào thì nó sẽ hút cái lá bài đó vào và thả ra cái lá bài ở phía trong. Đó, đây giờ tôi sẽ thử cho anh em này. Anh em sử dụng cái ví đổi bài này là thích hợp với những cái sân chơi, những cái sòng sới mà anh em không thể lưu được bài của mình vô. Không thể lưu được bài của mình vô thì tất nhiên là anh em đâu có thể nào chơi máy đánh bài hoặc là kính áp tròng được. Đó, là những cái sân chơi đó mà anh em muốn mà dành lợi thế và ưu thế hơn trên cái sân chơi của anh em đó thì bắt buộc là anh em phải trang bị cho mình những cái dụng cụ đổi. Đó, dụng cụ đổi thì có rất là nhiều mẫu mã này, ví dụ như là cái ví nè, cái quần, cái áo đổi bài đó, hay là ba lô, túi xách, hay là những cái bảo vịt để dùng để cho anh em độ chế vào cánh tay, là đó là phải trang bị những cái loại đó thì chơi mới ok ha. Bây giờ quay lại với cái clip này, giờ test cho anh em con ví này, ví mẫu mới này, đó mới vỡ hộp đây, đó và những cái loại ví đây, ví là ví nam nha, ví da nam ra rất là tốt, anh em có thể dùng để làm quà tặng hay là để cho mục đích là anh em đựng tiền và những cái cuộc chơi của anh em đó, anh em vui chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Giờ sẽ thử cho anh em này. Ví dụ như anh chơi liêng hay là chơi bài xì lát á, chơi rất là ok. Nên như này, đưa vào một lá bài này rồi thì nó sẽ hút vào và anh em thả vào một đây đưa nhẹ và tự nó hút, tự nó đẩy ra này nên nó là rất là nhẹ, đúng không? Anh em có thể nghe tiếng động đúng không? Thao tác của mình đó là ví dụ như mình chơi á, thì mình tất nhiên là phải để như vậy ra mình đổi cái này đâu ha, mình phải ta dùng những cái thao tác mà để che đó. Cái này về mình luyện trong vòng từ 5 tới 10 phút là anh em biết rồi, rất là dễ dàng ha. Tại vì đó là cái động cơ, nó trang bị cái động cơ của Nhật nên nó là rất là tiết kiệm pin và nó sẽ giảm ồn, chấm ồn nữa nè. Nên là ví dụ như anh chơi riêng đúng không, có 3 cây đúng không, bình thường cái này là chỉ có một nút thôi đúng không, là anh em bị chắc một cái bài ra này và anh em đổi vào này là tự nó đổi vào, tự nó hút vào này và anh em sẽ ra một lá khác này, nó rất là êm, anh em có nghe không, nó là ba con già này ha, chơi sẽ rất là dễ dàng ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu muốn lấy cái ví này về xài thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại trên màn hình 079 791 tới quý 3, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em nha. Ví dụ như những anh em nào mà không thích cái ví thì có thể những cái loại khác cũng có ha, ví dụ như là cái điện thoại nè ha, cái áo nè, đây những cái loại áo này là cái mẫu mới nè, là bên cơ sở tôi đều cung cấp hết nha. Đó, rất là nhiều size, nhiều số ha. Rồi, anh em có thắc mắc gì không hiểu á thì cứ liên hệ thì tôi sẽ tư vấn cho anh em. Còn những anh em nào ở gần có thời gian thì ghé qua trực tiếp với cơ sở của tôi để xem và để tìm hiểu những cái sản phẩm công nghệ mới nhất trong năm 2020 này. Nó về nó sẽ giúp cho anh em chơi sẽ trong những cuộc chơi thì rất ok và hiệu quả ha. Rồi, một nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo của tôi nha. Xin chào.